Thưa quý vị, nhằm khuyến khích nâng cao nhận thức của thiếu nhi trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, mới đây Thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục nhân rộng mô hình chuyến xe kế hoạch nhỏ phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần chung tay cụ thể hóa đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Năm học 2022-2023, Hội đồng đội các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai mô hình chuyến xe kế hoạch nhỏ phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn tại 14 trường tiểu học trên địa bàn các quận huyện. Qua đó đã thu gom và phân loại được gần 4.000 kg rác tài nguyên, bán thu được hơn 40 triệu đồng, sử dụng vào chương trình Em nuôi khăn quàng đỏ, Xuân yêu thương nhằm giúp đỡ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy những kết quả bước đầu đó, năm nay Thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục nhân rộng mô hình, tạo sự lan tỏa trong đông đảo thiếu nhi địa phương. Qua cái nội dung này thì chúng tôi mong muốn có hai cái mục đích rất là lớn, đó là thứ nhất là tuyên truyền cho các em biết cách phân loại rác thải tại nguồn và rác thải nhựa, để qua đó thì giúp giảm thiểu cái nguồn lượng rác ra thành phố, đóng góp vào môi trường của thành phố ngày càng xanh hơn, đẹp hơn. Cái mục đích thứ hai đó là giáo dục cho các em biết tiết kiệm, mặc dù những cái việc nhỏ nhất, để qua đó giúp cho các bạn tại các liên đội, tại các lớp của mình, để qua đó từ cái nguồn này các em có thể gây quỹ hỗ trợ cái những cái dụng cụ sách vở mà chính từ các em vận động. Quy trình các bước thực hiện việc phân loại rác thải và gây quỹ giúp bạn được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo các nội dung mang tính giáo dục, thiết thực, hiệu quả, an toàn, lành mạnh, phù hợp với thiếu nhi và điều kiện của từng liên đội và chi đội. Sau mỗi tuần, giáo viên tổng phụ trách đội phối hợp cùng với chi đoàn giáo viên sẽ tiến hành thống kê, liên hệ cơ sở thu mua rác tài nguyên và quy đổi số rác thải tài nguyên thu được của mỗi tuần ở các khối lớp thành kinh phí để hỗ trợ hoạt động trao quà nụ cười hồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị trường mình. Con thấy chương trình này rất là ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho các con biết được phân loại rác, và thứ hai là giúp một phần nhỏ cho các bạn nghèo đang cần sự hỗ trợ. Con sẽ nói các bạn đừng vứt những vỏ chai nhựa xuống đất hoặc là vô thùng rác, mà hãy quyên góp ủng hộ cái chương trình này. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của đoàn nhằm nâng cao nhận thức của thiếu nhi trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, hướng đến hình thành lối sống xanh trong thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tương thân tương ái giúp bạn vượt khó.